là một trong số các công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự án đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đến nay đã đạt 85% khối lượng, dự kiến hợp long vào tháng 10 tới đây, đồng thời đảm bảo theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành và thông xe ngay trong năm nay. Dự án có tổng chiều dài dự kiến 1,42 km, dự án thuộc nhóm B, tổng số vốn gần 640 tỷ đồng. Dự án có nguồn vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Theo Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Cà Mau, đến nay công trình đạt tổng xây lắp khoảng 350 trong tổng số 450 tỷ đồng phần xây lắp cầu đã thực hiện, tương đương 85% giá trị hợp đồng.